Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe bán tải nhập khẩu từ Thái Lan quý bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Ford Ranger XLS, chiếc xe được sản xuất cuối năm 2016, nhập khẩu về Việt Nam là năm 2017 và đăng ký năm 2017. Chiếc xe này đã lăn bánh được 11 vạn km rồi quý bạn nhé. Và chiếc xe này thì chủ xe cũng đã lắp thêm là khá nhiều đồ rồi đấy ạ. Ví dụ như là camera lùi, cảm biến lùi, màn hình Android. Đấy, và rất là nhiều các đồ khác nữa thì lát nữa tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn. Với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 555 triệu đồng quý vị và bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Như vậy là quý vị các bạn chỉ việc trả trước là 30% giá trị của xe. Số tiền còn lại là 7% thì quý vị và các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi. Thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Ranger XLS 2017 này thì hãy liên hệ ngay theo số điện thoại của chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Ford Ranger XLS 2017 số tự động này. Mời quý vị và các bạn